Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, vào chiều ngày 17 tháng 10, Đoàn khối các cơ quan trung ương tổ chức diễn đàn Tinh thần Lý Tự Trọng và khát vọng thanh niên trong kỷ nguyên mới. Diễn đàn Tinh thần Lý Tự Trọng và khát vọng thanh niên trong kỷ nguyên mới là buổi sinh hoạt chính trị, khoa học để các đoàn viên thanh niên, lực lượng trí thức trẻ trong khối các cơ quan trung ương trao đổi thảo luận, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao tư duy, nhận thức của thanh niên về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Các đại biểu đã tập trung đánh giá vai trò của tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên khối các cơ quan trung ương trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và chiến lược, tầm nhìn phát triển của ngành, cơ quan, đơn vị trong thời gian qua, phân tích thời cơ, thách thức của đất nước và của ngành, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn cách mạng mới của dân tộc, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên khối các cơ quan trung ương trong việc thực hiện hiệu quả chiến lược, tầm nhìn phát triển của ngành, cơ quan, đơn vị, góp phần tạo nền tảng vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Những nỗ lực thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong thời gian vừa qua đã được Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới WIPO ghi nhận với sự thăng hạng ở nhiều hạng mục trong báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII. Đó là thông tin được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố trong sự kiện cung cấp thông tin và kết quả hoạt động của Bộ trong quý 3 năm 2024 được diễn ra vào chiều ngày 17 tháng 10. Theo công bố của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2024, Việt Nam được xếp hạng 44 trên 133 quốc gia trên bản tổng sắp chỉ số đổi mới sáng tạo, tăng 2 bậc so với năm 2023. Trong bảng xếp hạng này, Việt Nam lọt top đầu thế giới. Việt Nam lọt top dẫn đầu thế giới ở 3 chỉ số thành phần, trong đó lần đầu tiên lọt top đầu ở chỉ số xuất khẩu hàng hóa sáng tạo. Cũng theo Bộ Khoa học và Công nghệ, trong quý 4, Bộ sẽ tập trung hoàn thiện dự án luật chuyên ngành về tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật, lập hồ sơ đề nghị xây dựng luật năng lượng nguyên tử, đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia theo lộ trình đã đề ra. Nhiều chuyên ngành mũi nhọn như là tim mạch can thiệp, hồi sức cấp cứu, chống độc, cấp cứu thảm họa sẽ được các giáo sư bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện Bạch Mai chuyển giao hỗ trợ toàn diện cho ngành y tế của các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, giúp người bệnh không phải lên tuyến trên, tiết kiệm thời gian và chi phí. Đây là nội dung chính của chương trình hợp tác y tế toàn diện giữa Bệnh viện Bạch Mai và một số tỉnh miền Trung nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho y tế tuyến tỉnh trong thời gian tới. Mắc bệnh lý về tim khá nặng. Bệnh nhân này từng rất hoang mang, lo lắng khi không thể lên bệnh viện tuyến trung ương để thăm khám bởi đường xa, đi lại khó khăn, điều kiện kinh tế không bảo đảm. Khi biết có các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai về hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, ông đã rất vui mừng, phấn khởi. Nếu như mà được sự quan tâm giúp đỡ của các bác sĩ tuyến trên, giúp cho bệnh viện đấy mà như bệnh tình của tôi mà được là y bác sĩ đấy chăm sóc mà chú đạo kỹ thuật là đảm bảo được bệnh tình gì khỏi đi tốn đi xa mà tốn kém thôi. Đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai với hơn 50 giáo sư tiến sĩ về khảo sát và hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh chúng tôi và ngành y tế Hà Tĩnh là hết sức quan trọng và rất cần thiết. Nó sẽ góp phần làm giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, đặc biệt là giảm các cái chỉ số chuyển tuyến và người dân Hà Tĩnh là người trực tiếp được thụ hưởng các dịch vụ kỹ thuật ngay tại Hà Tĩnh. Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện tuyến trung ương đã thực hiện tốt vai trò tuyến cuối của mình trong công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến để giúp y tế địa phương làm tốt vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Thời gian tới, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tập trung hợp tác, hỗ trợ cho các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh theo thỏa thuận ký kết giữa các bên. Chúng tôi kết hợp là đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và theo hình thức TOT cho các cái y tế cơ sở và hỗ trợ cho tuyến tỉnh. Thậm chí là chúng tôi đào tạo những cái y tế cơ bản cho các tuyến xã, bản. Việc hợp tác chuyển giao kỹ thuật y tế chuyên sâu cho các bệnh viện tuyến tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại cơ sở, rút ngắn khoảng cách chất lượng dịch vụ y tế giữa trung ương với địa phương, giảm thiểu gánh nặng cho tuyến trên, tiết kiệm được chi phí cho người bệnh.
Ngày 17 tháng 10 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp nội dung chứng khoán, kế toán, kiểm toán độc lập, quản lý thuế trong dự thảo luật sửa đổi 7 luật của Bộ Tài chính. Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại hội thảo đó là về quản lý thuế. Dự thảo luật sửa đổi đề xuất yêu cầu các nhà cung cấp nước ngoài có thu nhập phát sinh từ hoạt động kinh doanh trên nền tảng số tại Việt Nam phải trực tiếp đăng ký, kê khai, tính nộp thuế tại Việt Nam hoặc ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện các nghĩa vụ này. Bổ sung người nộp thuế tại Việt Nam sẽ bao gồm cả doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam. Điều này có thể dẫn đến khó khăn trong việc thực thi, không phù hợp với các nguyên tắc và thông lệ quốc tế, cũng như các hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Việt Nam đã ký kết. Bên cạnh đó, đề xuất yêu cầu các sàn thương mại điện tử kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho người bán cũng được đánh giá không phù hợp. Việc xác định mức thuế suất của từng mặt hàng phải dựa vào kê khai của chủ thể kinh doanh là người bán, sàn thương mại điện tử không thể tự động xác định và áp dụng. Thưa quý vị, sáng ngày 17 tháng 10 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 7 với chủ đề Các vấn đề đương đại trong kinh tế, quản trị và kinh doanh. Hội thảo do Đại học Kinh tế Quốc dân chủ trì tổ chức. Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 7 đã tiến hành các phiên thảo luận song song, mang tính chuyên sâu về kinh tế, quản trị và kinh doanh. Các học giả quốc tế đều nhận định Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế mở, rất thuận lợi mở rộng giao lưu thương mại. Tuy nhiên, trong bối cảnh sự cạnh tranh trên thế giới diễn ra mạnh mẽ, đã tạo ra không ít những cơ hội và thách thức cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam, nhất là khi chính trong nội tại của nền kinh tế đang gặp các vấn đề đến từ thị trường vốn, thị trường bất động sản và sự phục hồi chậm của các doanh nghiệp sau đại dịch COVID-19. Việt Nam cần mạnh dạn thực hiện cải cách thể chế để triển khai các chiến lược đột phá về kinh tế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, tháo gỡ những ách tắc về chính sách tín dụng để khơi thông các điểm nghẽn của thị trường, cũng như hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn của doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững trong tương lai. Thưa quý vị, sự chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam đã ghi nhận những bước tiến đáng kể nhờ cơ chế chính sách khuyến khích của nhà nước. Tuy nhiên thì vẫn có những điểm nghẽn pháp lý cần phải được tháo gỡ. Đây là nhận định được đưa ra tại diễn đàn tái định hình chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, nhận diện xu hướng, thách thức và giải pháp cho Việt Nam được tổ chức vào ngày 17 tháng 10 tại Hà Nội. Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy sự chuyển dịch năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, thủ tục rườm rà, thiếu đồng bộ vẫn đang là hai trong nhiều nút thắt hiện nay cần được điều chỉnh để phù hợp với thực tế. Thì qua các cái quá trình trong việc mà tiếp xúc cũng như triển khai thực hiện các dự án đầu tư, không phải là chỉ mỗi dự án đầu tư về năng lượng mà đồng thời các dự án đầu tư khác về việc cơ sở hạ tầng, chúng tôi thấy rằng là cũng có những nơi cũng có thể là do các cái sự cách hiểu của một số các cái quy chế nào đó nó cũng chưa đồng đều, cho nên là cái thời gian cũng như cái việc thực hiện của thủ tục trong cái việc thực hiện các dự án của các địa phương cũng có những sự khác nhau. Chuyển dịch năng lượng là quá trình gắn với phát triển hạ tầng năng lượng. Nếu được phát triển tốt, sẽ thúc đẩy Việt Nam đạt được đồng bộ các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội và môi trường. Do đó, cần xây dựng cơ chế khuyến khích và mở rộng các sản phẩm tài chính, thu hút nguồn lực để triển khai. Chúng tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam cần đồng bộ các chính sách, đặc biệt vấn đề cho vay tài chính cũng rất hạn chế. Việc sử dụng các cơ chế cho vay dự án, cơ chế cho vay dài hạn, các cơ chế tài chính hỗn hợp sẽ giúp thúc đẩy cho việc tài trợ dài hạn cho dự án năng lượng tái tạo. Hy vọng là sẽ thông qua những cái quy chuẩn tiêu chuẩn cho các cái doanh nghiệp để mà tháo gỡ những cái khó khăn và những cái khó khăn về đầu tư cũng giống như là khó khăn về những cái hành lang pháp lý và rào cản kỹ thuật cho các doanh nghiệp dễ dàng hội nhập và với thế giới về cái năng lượng xanh. Trong bối cảnh toàn cầu đang phải đối mặt với nhiều thách thức về biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng, việc phát triển năng lượng tái tạo đã trở thành vấn đề tất yếu. Những chính sách đồng bộ, phù hợp thực tiễn sẽ tạo thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ quan tham gia vào quá trình này một cách hiệu quả, bền vững hơn. Hôm qua tại Hà Nội, tọa đàm tham vấn về ảnh hưởng của việc áp dụng thuế suất giá trị gia tăng 5% đối với ngành phân bón đã diễn ra. Do dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam và Cục Phát triển Doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ.
Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi lần này, chính phủ đã đề xuất chuyển phân bón từ đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng sang đối tượng chịu thuế 5%. Hiện có hai luồng ý kiến trái ngược về vấn đề này. Thứ nhất, giữ nguyên chính sách không thu thuế giá trị gia tăng sẽ giúp nông dân tiếp tục hưởng lợi từ giá phân bón thấp, giảm chi phí sản xuất và giữ ổn định giá nông sản. Tuy nhiên, việc này lại gây khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất phân bón vì không được khấu trừ thuế đầu vào, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và phát triển. Ngược lại, áp thuế suất 5%, doanh nghiệp sẽ được giảm áp lực về thuế đầu vào, từ đó nâng cao khả năng sản xuất. Chúng ta mà chuyển sang thuế phân bón chịu thuế 5% thì các doanh nghiệp người ta cam kết là sau khi người ta nhận 5% thì tìm cách hạ giá thành là cái nhất. Cái thứ hai là các chuyên gia có đánh giá là nếu như thế thì chúng ta sẽ tăng được cái thuế thu nhập doanh nghiệp này, rồi thì tạo công việc làm cho người lao động, rồi thì nhà nước là cái bàn tay hữu hình sẽ là điều chỉnh cái giữa cân đối giữa bên nhà sản xuất với người nông dân. Dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi dự kiến sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8 vào năm 2024. Tối ngày 17 tháng 10, Đại sứ quán Australia tại Hà Nội đã tổ chức sự kiện Hương vị nước Úc Đại tiệc BBQ 2024 giữa biểu tượng lịch sử của Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long, để tôn vinh tinh hoa ẩm thực, đồ uống và văn hóa của Australia tại Việt Nam. Đây không chỉ là một bữa tiệc ẩm thực mà còn biểu trưng cho mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Australia và Việt Nam, một tình bạn hiện được củng cố thông qua việc nâng cấp mối quan hệ của hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Hãy tưởng tượng cây cầu Long Biên nổi tiếng, biểu tượng cho sức bền và lịch sử của Hà Nội, vươn ra để gặp cầu cảng Sydney, một kỳ quan kiến trúc đại diện cho tinh thần sôi động của Australia. Đây là hình ảnh nắm bắt được bản chất của sự kiện hai quốc gia được kết nối bằng những cây cầu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, cùng nhau tôn vinh các giá trị chung và một tương lai tươi sáng. Đầu bếp người Australia gốc Việt, Tommy Phạm, nổi tiếng với cách tiếp cận sáng tạo đối với ẩm thực truyền thống Việt Nam, đã cùng chia sẻ với bạn bè quốc tế và cả Việt Nam về sự kết nối văn hóa Australia một cách đặc biệt, đó là qua ẩm thực. Tôi cảm thấy rất biết ơn khi có cơ hội mang hương vị Australia đến Hà Nội, kết hợp hai nền ẩm thực, qua đó làm nổi bật được quan hệ đặc biệt của hai nước. Tôi sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn mối liên kết đó bằng cách riêng của mình. Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng ta cùng nhau tôn vinh truyền thống chung là sum họp cùng nhau bên đồ ăn và thức uống, đồng thời củng cố mối quan hệ giữa Australia và Việt Nam. Đại tiệc BBQ là sự kiện đặc biệt, nhưng tất cả người dân Hà Nội đều có thể thưởng thức sản phẩm của Australia bất cứ khi nào mà họ muốn, từ các nhà hàng và siêu thị trên khắp thành phố, hoặc khi họ đến thăm đất nước Australia. Sự kiện Hương vị Australia Đại tiệc BBQ 2024 không chỉ là một dịp thưởng thức ẩm thực, đó còn là sự tôn vinh tình hữu nghị bền chặt giữa Australia và Việt Nam khi hai quốc gia bước vào chương mới trong mối quan hệ. Những sự kiện như thế này đóng vai trò như một lời nhắc nhở mạnh mẽ về hành trình chung, khát vọng chung và tương lai tươi sáng phía trước. Sáng ngày 17 tháng 10, vòng tuyển chọn Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 7 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Phát động từ tháng 5 năm 2024, cuộc thi thu hút được sự quan tâm và tham dự của đông đảo các nghệ sĩ trẻ trên khắp cả nước với nhiều nội dung và hình thức thể hiện phong phú, độc đáo. Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 7 là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật quan trọng năm 2024 với mục đích tổng kết quá trình lao động sáng tạo của các tác giả và tôn vinh tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu xuất sắc được sáng tác từ năm 2022 đến năm 2024, lứa tuổi từ 18 đến 35. Các tác phẩm được lựa chọn trưng bày là những tác phẩm có ngôn ngữ tạo hình đẹp, có tính phát hiện, đạt chất lượng cao cả về kỹ thuật, mỹ thuật và nghệ thuật, đáp ứng đúng các quy định về tiêu chí tuyển chọn của ban tổ chức, tác động tích cực tới xã hội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Về cơ cấu giải thưởng, ban tổ chức sẽ trao 3 giải nhất, 6 giải nhì, 9 giải ba, 10 giải khuyến khích. Ngoài ra có 2 giải thưởng đồng hạng dành cho các tác phẩm là đồ án tốt nghiệp của các trường mỹ thuật trên cả nước. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay. Thời gian qua, Việt Nam đã tham gia sâu rộng và cam kết mạnh mẽ với quốc tế về các chương trình hành động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.
Theo bài viết trên báo Nhân dân, để thực hiện các cam kết này, cần có sự chung tay hành động của mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị. Cùng với việc tạo cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất xanh, Việt Nam cũng cần chú trọng nâng cao nhận thức và phát huy sự tham gia từ phía người tiêu dùng trong việc thực hành tiêu dùng bền vững. Báo Đại đoàn kết dẫn thông tin từ Bộ Xây dựng, công trình xanh xuất hiện ở Việt Nam tuy đã lâu nhưng mới được đưa vào luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng năm 2020. Để đối phó với những thách thức phát triển xanh, bền vững, phát thải carbon thấp tiến tới phát thải ròng bằng không, chính phủ đã có nhiều hành động và chính sách nhằm thúc đẩy công trình xanh. Tuy nhiên, một số ý kiến chuyên gia cho rằng nhà nước cần có các chính sách ưu đãi hơn như giảm chi phí xây dựng, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nghiên cứu ban hành lộ trình áp dụng cơ chế đầu tư xây dựng công trình xanh đối với một số loại hình công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Theo thông tin trên báo Lao động, các doanh nghiệp ở Bình Dương đang tập trung các đơn hàng dịp cuối năm. Nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu tuyển dụng lao động trở lại, số lượng tuyển dụng trung bình từ 50 cho đến 200 lao động. Đặc biệt có doanh nghiệp nhận được đơn hàng mới, mở rộng sản xuất nên nhu cầu tuyển dụng lên tới cả nghìn lao động. Và mặc dù đã đăng thông tin tuyển dụng, treo bảng thông báo tuyển lao động hay thậm chí là phải thông qua các công ty cung ứng, tuy nhiên thời điểm này thì việc tuyển dụng lao động khá khó khăn. Một trong những nguyên nhân là do một số khu công nghiệp đã được mở ở nhiều tỉnh khác, đồng thời mức lương ở Bình Dương đã không còn cạnh tranh như trước đây. Theo thông tin trên báo Hà Nội Mới, vào chiều ngày 17 tháng 10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định chuyển giao bắt buộc Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Xây dựng Việt Nam CB cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank và Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Đại dương Ocean Bank cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Theo Ngân hàng Nhà nước, Vietcombank và MB là ngân hàng thương mại hàng đầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và nền tảng vững chắc để tổ chức thực hiện thành công các phương án chuyển giao bắt buộc. Đồng thời, với cơ chế được áp dụng theo các quy định của pháp luật, việc nhận chuyển giao bắt buộc cũng là cơ hội để Vietcombank và MB mở rộng hoạt động, triển khai các mô hình kinh doanh mới. Nhiều năm qua, Bộ Tài chính và nhiều cơ quan nhắc đi nhắc lại việc nỗ lực cắt thủ tục, tăng bồi thường, tạo thuận lợi cho người thực hiện bảo hiểm xe máy. Theo bài viết trên báo Tuổi Trẻ, Bộ Tài chính cũng nói thanh tra kiểm tra, nhưng cho đến nay thì nhiều người dân vẫn mua bảo hiểm xe máy để đối phó. Số đông khác không mua vì không tin vào lưới đỡ của bảo hiểm. Do đó, các chuyên gia cho rằng phải đột phá, tìm ra biện pháp để phá vỡ cái vòng luẩn quẩn, mua bảo hiểm mà không tin bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Chào Ngày Mới của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.